Đại Thiên Thế Giới tập 93. Chào mừng các bạn đã đến với bộ phim 10 phút. Đầu tiên mọi người hãy dành ra 3 giây cho muội xin một like và comment những ý kiến đóng góp của mình vào phần bình luận nhé. Tiếp xuống các ngươi định đi nơi đâu? Lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm nhìn về phía Viêm Tẫn hai người, thăm dò mà hỏi. Chút thực lực ấy còn có thể đến đó, ta cùng Lôi Doanh đều nghĩ qua, sau khi ra ngoài tìm tông môn gia nhập, chờ có nhất định thực lực, trở ra sông sáo. Viêm Tẫn lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, bọn hắn cũng biết đại thế giới cảnh giới phân chia, đấu khí đại lục thuộc về đỉnh tiêm tồn tại đấu đế, ở đây cư nhiên trở thành tầng chót nhất một loại người, loại này kịch liệt tương phản, khiến cho hai người vừa mới bắt đầu khó mà tiếp nhận, may mắn hai người đều là tộc trưởng, tâm tính viễn siêu người bình thường, cuối cùng tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Nếu không, gia nhập học viện đi, tông môn cùng học viện đồng dạng, đều là tăng thực lực lên địa phương, mà lại, Trúc Khôn cùng phụ thân ta cũng ở nơi nào, các ngươi nếu như đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười nói, ánh mắt khoan thai nhìn về phía hai người, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút buồn cười. Gia nhập học viện Vân Lạc phần lớn đều là người trẻ tuổi, hai người này mặc dù thể chất bị bổn nguyên đế khí tịnh hóa một lần, nhìn qua trẻ lại rất nhiều, còn nữa bọn hắn đấu khí đại lục liền sử dụng bí thuật chú nhan nuôi cho, giờ phút này càng lộ vẻ trẻ tuổi, nhưng nội tâm dù sao vẫn là sống hơn ngàn năm lão quái, không biết có thể hay không thích ứng cuộc sống trong học viện. Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn, Văn Ngôn, hai người hai mắt đều là sáng lên, hơi suy tư chính là xúc động đáp ứng. Két. Ba người nói chuyện lâu, đình viện đại môn lại một lần nữa bị mở ra, Tiêu Linh nhẹ nhàng đi đến, mỹ mục nhìn về phía Tiêu Viêm, thanh âm không linh nói, Tiêu Viêm, đại trưởng lão cho ngươi đi qua. Văn Ngôn, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh cáo từ sau liền đi theo Tiêu Linh, đi ra đình viện. Hai người từ trên băng ghế đá đứng lên, đưa mắt nhìn Tiêu Viêm cùng Tiêu Linh đi xa, Viêm Tẫn đột nhiên thở dài một hơi, chậm rãi nói, ngươi có thể cảm ứng được Tiêu Viêm thực lực trước mắt sao? Khó. Lôi Doanh Văn Ngôn không có bất kỳ cái gì suy xét, trực tiếp lắc đầu nói, cảm thụ của hắn, Tiêu Viêm thực lực phảng phất sơn nhạc thâm trầm hùng hậu, mình như thế một chút xíu thực lực, phảng phất trong vũ trụ một ngôi sao, nó trước mặt cái gì cũng không bằng. Ta cũng không nghĩ tới, đấu đế phía trên, thế mà còn có nhiều như vậy cảnh giới phân chia, cố gắng cả một đời, muốn đạt tới vô thượng cấp độ, kết quả là, ở đây vẫn là muốn từ cấp thấp nhất bắt đầu, không cam tâm đâu. Viêm Tẫn ung dung thở dài một hơi, nhìn về phía thiên không, trong ánh mắt đều là mê mang. Ta ngược lại là đối Tiêu Viêm nói lời có chút hứng thú, tiêu tộc tại đại thế giới có như thế lớn thế lực, không biết ta Lôi tộc tiên tổ ở nơi nào, chờ có thực lực, đi xem một chút. Lôi Doanh hai tay ôm ngực, hào khí xông thiên đạo. Đi theo Tiêu Linh, chẳng qua trong chốc lát chính là đi vào tiêu thành một tòa vắng vẻ phủ trạch, tuy nói vắng vẻ, nhưng cũng là không mất ung dung đại khí. Trên đường đi, nương tựa theo nhạy cảm linh hồn lực lượng, Tiêu Viêm có thể rõ ràng phát giác được không ít bí ẩn, mà tối nghĩa ánh mắt đảo qua hắn, ngẩng đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy mảy may bóng người, không thể không thừa nhận, tiêu tộc công việc bảo vệ, làm hoàn toàn chính xác thực không có kẽ hở. Đại trưởng lão nói, chờ ngươi đã lâu. Tiêu Linh mỹ mục mỉm cười, mang theo Tiêu Viêm tiến tòa này phủ trạch, to như vậy trong đình viện, cầu nhỏ nước chảy. Đình đài lầu các trải rộng, nước chảy róc rách, phồn hoa như gấm, từng cây đại thụ đem toàn bộ đình viện bao phủ một mảnh trong bóng cây, phảng phất thế tục đình viện tràn ngập một loại độc đáo đẹp. Đem Tiêu Viêm đưa vào đi, Tiêu Linh nhếch miệng chính là rời đi, đại trưởng lão thế nhưng là cấm chỉ nàng tiến vào, khiến nàng cực kỳ nổi nóng. Vừa tiến vào phủ trạch, Tiêu Viêm một chút biểu thị nhìn thấy ngồi cách đó không xa một mảnh bên cạnh hồ thả câu thanh niên, bóng lưng có chút quen thuộc. Ra ra, ca ca, Tiêu Viêm đến. Tiêu Linh vừa đi, thanh âm không linh toàn bộ đình viện vang lên. Đã sớm trông thấy. Theo Tiêu Linh thanh âm rơi xuống, một đạo trong sáng tiếng cười chính là trên không truyền đến, đón lấy, Tiêu tộc đại trưởng lão từ một gốc đại thụ khoan thai rơi xuống, Tiêu Viêm híp mắt nhìn lại, trên cây cự thụ lại có rộng lớn ghế trúc, đại trưởng lão, thật đúng là sẽ hưởng thụ. Đại trưởng lão, ngài loại này nhàn nhã, thật đúng là tiện sát người. Cái trước đem Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh an toàn đưa đến Tiêu tộc, bằng điểm này, Tiêu Viêm cũng sẽ không hướng trước như vậy va chạm, cười cười nói, đây coi là cái gì, nhưng so sánh không được các ngươi đại trưởng lão vẫn là như thế y, tinh thần quắc thước, khoát tay áo cười nói, lần này để ngươi đến, một là ngươi hai người đồng bạn đến, thứ hai sao, chính là bốn viện thi đấu. Đại trưởng lão hít hít mắt, ánh mắt thâm trầm, bốn viện thi đấu kết quả, thánh dụ đã nói cho ta biết, chẳng qua thi đấu quá trình cụ thể, ngươi cần phải tỉ mỉ nói cho ta. Theo Tiêu tộc cái khác phủ cảnh thiết lập tông môn trưởng lão báo cáo, trận đấu này, nhưng không giống bình thường. Nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm cũng không có chút nào giấu giếm, đem có quan hệ u mục sự tình một năm một mười nói ra, tự nhiên cũng bao quát ở trong cấm địa nhìn thấy qua vực chủ pháp tướng, liên quan tới Chu Tinh Lạc, lại chỉ là một lời mang qua. U mục không nghĩ tới trận này thi đấu, để ra hỏa này đều chạy đến. Nghe xong Tiêu Viêm giảng thuật, đại trưởng lão biến sắc, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, hồn yêu cửu đồ, mỗi một cái đều là thực lực hung hãn hạng người, lần này để ra hỏa này chạy trốn, có trời mới biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Có điều, biểu hiện của ngươi đích thật là không sai, lấy một đạo đế hoàng thực lực, vậy mà đem Thương Phong đánh bại. Thương Phong, ta cũng biết, là Thương tộc thiếu tử, địa vị so với Tiêu Dịch cao hơn không ít. Đại trưởng lão tiếng nói nhất chuyển, vui mừng cười cười, sau đó nhìn về phía xa xa hồ nước bên cạnh lẳng lặng thả câu. Thanh niên đem cần câu thu hồi, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cúi thấp xuống quay người đi về phía này. Nếu như không phải là bởi vì trong tộc Đế Viêm bạo động, hắn hẳn là có thể cùng các ngươi tham gia bốn viện thi đấu, hiện tại xem ra đã không có hy vọng.
Đại trưởng lão bất đắc dĩ cười một tiếng, nhún vai một cái nói: "Tiêu Viêm chỉ là từ chối cho ý kiến." Cười một tiếng, Tiêu Dịch tại học viện biểu hiện hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt, vô luận là đối hắn vẫn là đối Trúc Thiên Hòa, loại kia không từ thủ đoạn tâm tính, khiến cho Tiêu Viêm đối nó có chút chán ghét. "Ra ra, ta muốn cùng Tiêu Viêm nói riêng mấy câu." Đi lên phía trước, Tiêu Dịch trực tiếp nhìn về phía đại trưởng lão, mặt không biểu tình. Nhìn một chút Tiêu Viêm cùng Tiêu Dịch hai người, đại trưởng lão nhẹ nhàng vuốt râu, sau đó yên lặng gật đầu, bước chân có chút tiến lên trước, thân hình đã là biến mất ngay tại chỗ. "Chuyện gì?" Đơn độc đối mặt Tiêu Dịch, Tiêu Viêm cũng không cần cố giả bộ ý cười, hai tay ôm ngực thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là nghĩ nói với ngươi một câu tạ ơn." Tiêu Dịch nhìn Tiêu Viêm một chút, ánh mắt bình thản: "Cảm ơn ta? Vì cái gì?" Tiêu Viêm sững sờ, nghi ngờ nói: "Ngươi là bốn viện thi đấu sau cùng thắng được người, bởi vì ngươi, Tiêu tộc thanh danh cũng bị truyền bá ra ngoài, toàn bộ tinh vực, đông đảo thế lực lớn đã biết, Tiêu tộc có một cái thiên phú xuất chúng tử đệ đại biểu học viện Vân Lạc xuất chiến, đem Thương tộc xuất sắc nhất hậu bối Thương Phong đánh bại." Lúc nói chuyện, Tiêu Dịch sắc mặt có chút run rẩy, trong ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, cuối cùng vẫn là cười nhạt một tiếng: "Tiêu tộc, nói đùa cái gì, ta lúc nào trở thành đại thế giới Tiêu tộc người?" Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Ban đầu ở đại trưởng lão thuyết phục, hắn thừa nhận đấu khí đại lục Tiêu tộc cùng đại thế giới Tiêu tộc quan hệ, nhưng cũng không hề đại biểu hắn Tiêu Viêm là đại thế giới Tiêu tộc tử đệ. Tùy ngươi nói thế nào, dù sao Tiêu tộc phân lượng, rất nhiều thế lực trong mắt đã nâng lên không ít." Tiêu Dịch văn ngôn cũng không nhiều thêm giải thích, thanh âm bình thản: "Tinh vực tứ đại tộc, Tiêu tộc địa vị tràn ngập nguy hiểm, Lôi Vân tộc thời khắc nghĩ đến thay vào đó, ta tiến vào học viện Vân Lạc, ngày đêm không ngừng tu luyện, chính là nghĩ đến bốn viện thi đấu thượng tướng những lời đàm tiếu đánh nát, làm cho tất cả mọi người không còn xem nhẹ Tiêu tộc." Tiêu Dịch nói, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, gần như là gầm thét lên tiếng: "Vì không làm cho tất cả mọi người xem nhẹ, ta nghĩ trăm phương ngàn kế tăng cường mình thực lực, nhưng Du Dương cùng Lâm Đao thực lực, ta thực sự là không đuổi kịp, cuối cùng chú ý tới Trúc Thiên Hòa. Nếu như đạt được thể chất của hắn, đem trong tộc Đế Viêm hấp thu, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt, thậm chí tiến vào hoàng đạo cũng có thể. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể bốn viện thi đấu đánh bại tất cả mọi người." Tiêu Dịch hít sâu một hơi nói: "Chỉ là trong tộc Đế Viêm sớm bạo động, ta cũng không có cách nào." Tiêu Viêm yên lặng nghe xong Tiêu Dịch một phen, lạnh lùng nhìn xem, thật lâu mới là thở dài một hơi, trong lúc nhất thời đúng là có chút cảm thấy như bản thân giống vậy. "Ta biết, trong lòng các ngươi ta là một cái tiểu nhân, nhưng ta không quan tâm. Chỉ cần có thể để Tiêu tộc không bị những người khác xem thường, các ngươi nhìn ta như thế nào cũng không đáng kể." Tiêu Dịch hàm răng cắn chặt, thanh âm trầm thấp, gào thét lời nói vang vọng bên tai. "Trong tộc Đế Viêm đột nhiên bạo động, ta sau khi trở về mặc dù hết sức chuẩn bị kỹ càng đi thôn phệ, vẫn là bị phản phệ, gần như chết đi, bỏ lỡ bốn viện thi đấu." Tiêu Dịch thanh âm đột nhiên thấp xuống, giống như cùng mình không chút nào muốn làm sự tình. "Coi như ngươi có thể thôn phệ Kim Đế Hoàng Thiên Viêm, thay thế ta hoặc là Trúc Thiên Hỏa tham gia bốn viện thi đấu, cuối cùng chiến thắng cũng sẽ không là ngươi." Tiêu Viêm khe khẽ lắc đầu, đột nhiên có chút đồng tình Tiêu Dịch, vì gia tộc, tình nguyện trả giá hết thảy, chỉ tiếc trời không toại lòng người, tuy nói hắn hiện tại vẫn cảm thấy gia hỏa này có chút đáng ghét. "Vì cái gì? Ta hiện tại là Ngũ Đạo Đế Hoàng, thôn phệ Kim Đế Hoàng Thiên Viêm, thậm chí có thể đột phá hoàng đạo, coi như Thương Phong cũng có được hoàng đạo thực lực, ta có được Đế Viêm, hắn há lại ta đối thủ?" Tiêu Dịch văn môn bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Viêm trầm giọng nói: "Nói với ngươi cũng không sao, Thương Phong bị U Mục phụ thân, thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng, một chiêu, Mộc Du Dương, Lâm Đao cùng Chu Bất Nghi đều trực tiếp trọng thương, chỉ bằng vào mình thực lực, căn bản không phải đối thủ của hắn." Tiêu Viêm chân mày buông xuống, chậm rãi mở miệng: "Liên quan tới hồn yêu, ngươi hẳn là có chút hiểu rõ đi, muốn đối phó bọn hắn, bình thường chiêu thức căn bản không quản dùng, trừ phi phong ấn." Mím môi một cái, Tiêu Viêm không nói gì nữa. Văn ngôn, Tiêu Dịch trong ánh mắt tinh quang cũng là nháy mắt tiêu tán, bộ mặt run nhẹ nhẹ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu đi đến cách đó không xa trên băng ghế đá ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. "Được rồi, bất kể nói thế nào, Tiêu tộc thanh danh bởi vì lần này, lại xuất hiện rất nhiều đại thế lực bên tai, đầy đủ." Trầm mặc thật lâu, Tiêu Dịch đột nhiên cười một tiếng, hai đầu lông mày âm trầm cũng tán đi, khôi phục trước đó thoải mái tự tại. Tiêu Viêm hai tay ôm ngực im lặng không nói, đối với Tiêu Dịch áp đặt cho hắn loại chuyện này, hắn cũng lời hướng người ngoài giải thích. "Ngươi chừng nào thì đi học viện?" Híp híp mắt, Tiêu Dịch đột nhiên lên tiếng nói: "Lập tức đi ngay, ta muốn dẫn kia hai cái bằng hữu đi học viện Vân Lạc, cũng không thể để Huân Nhi thải lân các nàng đợi lâu." Tiêu Viêm thả tay xuống, vỗ vỗ trên quần áo bụi đất, tùy ý nói: "Qua vài ngày đi thôi, ngươi kia hai cái bằng hữu cơ sở đều rất tốt, sử dụng Tiêu tộc một chút tài nguyên, có thể để bọn hắn trong vòng một tháng tiến vào đế sĩ, cứ như vậy, bọn hắn thực lực tăng lên, đi học viện cũng càng thuận tiện một chút." Tiêu Dịch đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Viêm bình tĩnh nói: "Mà lại, Tiêu tộc cũng có rất nhiều tuyệt học công pháp, muốn, ta có thể giúp ngươi đạt được, coi như là ngươi để Tiêu tộc dương danh thù lao. Đây là đại trưởng lão ý tứ." Tiêu Viêm cười một tiếng, cũng không thấy phải kinh ngạc. "Xem như thế đi." Tiêu Dịch cười nhạt một tiếng, mơ hồ cái nào cũng được nói. "Vậy liền quấy rầy." Văn ngôn, Tiêu Viêm cũng không chối từ nữa, phong trần mệt mỏi học viện Vân Lạc đuổi tới Tiêu tộc, cho dù Tiêu Viêm tinh thần cường đại hơn nữa cũng không kiên trì nổi, là cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, mà lại nếu như Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh có thể tiến vào đế sĩ, đi đường tốc độ cũng có thể nhanh hơn không ít.
Tiêu Viêm trong lòng cũng là có chút cảm khái, nhớ ngày đó mình vì tiến vào đế sĩ, xâm vực liều sống liều chết, trải qua thiên tân vạn khổ, bốc lên cửu tử nhất sinh từ Triệu Thanh Sơn lão già kia nơi đó, đạt được một viên đan dược, còn kém chút bị nó hại chết, hai người này ngược lại tốt, một tháng, Tiêu Dịch vậy mà liền cam đoan bọn hắn tiến vào đế sĩ, loại đãi ngộ này, khiến cho Tiêu Viêm đều là liên tục cười khổ. Mộc Du Dương bọn hắn đều đi, nghĩ như vậy, chúng ta thế hệ này đã coi như là kết thúc, dựa theo bình thường logic đến nói, cốc trung giới lần tiếp theo 10 người nên là Mộc Di Nguyện, Võ Thiếu Kỳ những người này, mà ngươi, thì nên bắt đầu leo lên đội viện đằng long trên bảng, ai có thể nghĩ tới, hết thảy đều loạn. Nghe xong Tiêu Viêm giảng thuật, Tiêu Dịch cười cười, hơi xúc động nói, vốn hẳn nên cùng Mộc Di Nguyệt cộng đồng trở thành cốc trung giới cường giả Võ Thiếu Kỳ, đã có được đế hoàng thực lực, mà càng đáng sợ chính là Tiêu Viêm, vừa tiến vào học viện không có mấy năm, đã là có được đủ để sánh vai Mộc Du Dương thực lực, đạt tới chấm dứt nghiệp yêu cầu. Thế giới này biến hóa quá nhanh, không nhanh chóng tăng thực lực lên, sao có thể bảo vệ mình muốn bảo hộ. Tiêu Viêm mặt không biểu tình, nhớ tới hồn yêu. Biết Tiêu Viêm đang suy nghĩ gì, Tiêu Dịch nhẹ nhàng gật đầu, lại không nói gì thêm, cho Tiêu Viêm thu xếp một gian phòng rộng rãi sau chính là lặng yên rời đi. Nằm thoải mái dễ chịu trên giường, Tiêu Viêm yên tĩnh không nói, sau một lúc lâu đột nhiên ngồi dậy, lật bàn tay một cái, một bản sao trời lấp lóe thư tịch chính là xuất hiện bàn tay, họ Khương lão giả nơi đó đạt được thánh thuật tinh quang tịch bước. Đối với quyển thánh thuật, Tiêu Viêm một mực không có thời gian tới tu luyện, một cái thánh thuật tu luyện độ khó so trong tưởng tượng càng muốn khó khăn, mình đem thiên đế lửa tôi thân tu luyện thành công, hoàn toàn là ra ngoài ngẫu nhiên, như không là bởi vì chính mình có mang đế viêm, bị thiên đế lửa tôi thân thuật linh tán thành, cái bí pháp này thánh thuật, mình là tuyệt không có khả năng tu luyện thành công. Do dự chỉ chốc lát, Tiêu Viêm cắn răng một cái, tâm thần trực tiếp đắm chìm vào trong tay sao trời trong thư tịch, tâm thần vừa mới tiếp xúc đến trên đó, Tiêu Viêm trước mắt chính là tối đen, phảng phất bị một cái sâu hắc động không thấy đáy thôn phệ. Xuy, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Tiêu Viêm thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó thẳng tắp ngã xuống, hai mắt vô thần, phảng phất linh hồn xuất khiếu, mà nó trong tay sao trời thư tịch vào lúc này đột nhiên quỷ dị trôi nổi mà lên, ở giữa không trung lóe ra mỹ lệ tinh thần quang mang, trong chốc lát cả gian phòng đều bị tinh quang tràn ngập, tựa như tinh thần đại hải lộng lẫy dị thường. Đây là một mảnh tối tăm không gian, thiên địa phảng phất nối liền cùng một chỗ, hỗn hỗn độn độn, không gặp mảy may. Soạt, đột nhiên một đạo quang hoa xuất hiện tại mảnh này vô tận không gian, quang hoa xuất hiện một nháy mắt, trên bầu trời cũng là xuất hiện vô tận sao trời, trong chốc lát đầy trời tinh quang chính là chiếu rọi xuống đến, đem tối om đại địa chiếu sáng, vô tận tinh quang bốn phía giống như ban ngày. Đây chính là thuật linh chỗ không gian đi. Đạo quang hoa chính là Tiêu Viêm bộ dáng phiêu đãng trống rỗng trong không gian, nhìn qua ánh sao đầy trời, Tiêu Viêm tự nói, muốn nắm giữ thánh thuật chỉ có đem thuật linh bắt luyện hóa mới có thể triệt để tập được, như thế lớn địa phương muốn đi nơi đó tìm thuật linh. Tiêu Viêm khổ cười một tiếng, chậm rãi rơi xuống mặt đất, trách không được liền xem như bình thường đế đạo cường giả đều không thể nắm giữ thánh thuật, không giới hạn trong không gian muốn tìm được thuật linh, không khác mò kim đáy biển, nếu như thuật linh chân muốn ẩn nấp, đế đạo cao thủ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Tiêu Viêm hai mắt khẽ nhắm, linh hồn lực lượng như bài sơn đảo hải từ mi tâm tuôn ra, thuật linh không tồn tại là ý thức, chỗ tốt duy nhất chính là thể lực vĩnh viễn không khô cạn, chỉ cần ý thức không sụp đổ, thuật linh không liền sẽ không chết đi, chẳng qua các loại thư tịch ghi chép, cũng không thiếu có hoàng đạo cường giả ý thức tiến vào thánh giai đế kỹ, bị trong đó thuật linh vây khốn, không thể đi ra, cuối cùng ý thức sụp đổ mà chết. Linh hồn lực lượng đảo qua chân trời, vô tận tinh quang tầng tầng lớp lớp bắn xuống đến, khiến cho cả vùng không gian giống như ban ngày, một tia hắc ám đều không chỗ che thân. Hả? Đột nhiên, Tiêu Viêm lông mày lắc một cái, chỗ cổ ẩn ẩn phát lạnh, vừa mới một nháy mắt, phảng phất có đồ vật gì lóe lên một cái rồi biến mất. Hư, còn chưa chờ Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, lại là một đạo gió nhẹ lướt qua, phảng phất vạch phá không gian, gần như là sát bả vai Tiêu Viêm đi qua. Thuật linh. Tiêu Viêm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lúc này phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, mình căn bản thấy không rõ động tác. Lạc lạc. Đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng tiếng cười bên tai vang lên, Tiêu Viêm xoay chuyển ánh mắt, cánh tay tựa như tia chớp mở rộng ra, mạnh mẽ đánh trúng tiếng cười truyền đến phương hướng. Ha ha, bắt không được. Một kích đánh hụt, đạo tiếng cười vang lên lần nữa, phảng phất là từ Tiêu Viêm bốn phương tám hướng truyền đến, khiến người không có chỗ xuống tay. Thấy thế, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, có chút trầm ngâm, không còn ra tay, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Sau một lúc lâu, đạo tiếng cười chủ nhân thấy Tiêu Viêm chậm chạp không xuất thủ, cũng nhịn không được nữa, trước mặt không gian run nhẹ nhẹ, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người xuất hiện phía trước. Hiện lên ở trước mặt tiểu hài, thân cao chỉ có Tiêu Viêm cánh tay dài ngắn, một đầu ngân sắc tóc ngắn, phảng phất có được sao trời lấp lóe, diện mục trắng nõn, mút mít trên mặt mang thiên chân vô tả nụ cười, mắt to vụt sáng, ẩn chứa linh động tia sáng, một mặt người vật vô hại. Nhìn qua gần trong gang tấc tóc bạc cậu bé, Tiêu Viêm cố nén một phát bắt được ý nghĩ, thân là một cái thánh thuật thuật linh, phần lớn nắm giữ lấy thần bí khó lường năng lực, cưỡng ép động thủ, Tiêu Viêm thật đúng là không có nắm chắc đem nó bắt lấy. Tiếp tục chơi. Cậu bé linh động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra cười đùa, đang khi nói chuyện, tay nhỏ vung khẽ, phảng phất cầm chắc lấy ngàn vạn tinh quang, trong chốc lát, vô tận tinh quang từ nó trong tay thẳng dạng, giống như gợn sóng nước chảy, đầy trời tinh thần quang huy đều nghe theo lấy chỉ huy. Được.
Tiêu Viêm nhếch miệng lên một nụ cười, thần sắc lại là có chút ngưng trọng, lập tức cũng không chút do dự, quanh thân nguyên khí chảy xuôi. Sau một khắc, hùng hồn nguyên khí đem thân thể hoàn toàn bao khỏa, một con hình thể khổng lồ bạch hổ đã là xuất hiện ở phía sau. Bạch hổ pháp, bạch hổ phong linh thiểm. Sau lưng bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, Tiêu Viêm thân hình cũng là bỗng nhiên bạo phóng tới cậu bé, gần như hóa thành một tia sáng trắng, trong chốc lát chính là đi vào cậu bé trước người. Nhìn thấy Tiêu Viêm tăng vọt tốc độ, tóc bạc cậu bé trong hai con ngươi hiện lên một tia linh quang, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra có chút ít nụ cười mừng rỡ, hi hi cười một tiếng, gần như không có thấy người sau có động tác gì, thân hình khẽ run lên, chính là biến mất ngay tại chỗ. Xùy. Tiêu Viêm phảng phất một con mãnh hổ xuống núi, mạnh mẽ đánh nát trước người không gian, lại là không có chạm đến tóc bạc cậu bé mảy may. Bạch quang tán đi, Tiêu Viêm thân hình hiển lộ ra, nhìn thấy không có vật gì không gian, nhíu mày, yên lặng thở dài một hơi, không hổ là tinh quang tịch bước thuật linh, loại tốc độ này, hoàn toàn không phải mình có thể đuổi theo. Tốc độ của ngươi thật chậm. Tiêu Viêm trầm ngâm, một đạo thanh âm không linh ở sau lưng hắn vang lên, mang theo có chút ít trêu tức. Tiêu Viêm xoay người sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy tóc bạc cậu bé cách đó, không xa giữa không trung vui sướng bãi động thân thể, hướng về Tiêu Viêm làm ra mặt quỷ. Tiêu Viêm, tốc độ của hắn quá nhanh, ngươi căn bản không đuổi kịp hắn. Tiêu Viêm trầm mặc, tiểu ngạo thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Ta biết. Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, đối mặt loại này tuyệt đối tốc độ áp chế, hắn nhưng là không có biện pháp, liền xem như linh hồn lực lượng cũng khóa chặt không được thuật này linh. Ta có một cái biện pháp, đã bắt không ngừng hắn, liền đem hắn vây khốn. Tiểu ngạo cười hắc hắc, kiêu ngạo nói. Thật. Tiêu Viêm sững sờ, tiếp theo mừng thầm trong lòng nói. Chẳng qua là thánh thuật thuật linh, trí thông minh so đứa bé loài người không cao hơn bao nhiêu, cũng không phải thánh quyết thuật linh, xem ta. Tiểu ngạo định hiệu trước vỗ vỗ ngực, cười hắc hắc, phảng phất một bụng ý nghĩ xấu. Tiểu ngạo nói, tiểu y xuất hiện đầu vai, tay nhỏ liên động, trong chốc lát chính là ném ra hàng trăm hàng ngàn đạo các loại hỏa liên. Tóc bạc cậu bé thấy này chỉ là nhếch miệng, những hỏa liên uy lực hắn căn bản không để ở trong lòng. Thân thể thoáng khẽ động, chính là bình yên vô sự né tránh tất cả hỏa liên, mấy ngàn đạo hỏa liên bên tai bên cạnh gào thét mà qua, không có một đóa chạm đến thân thể. Một cái tiêu sái quay người, đem cuối cùng một đóa hỏa liên hiện lên, tóc bạc cậu bé hì hì cười một tiếng, phảng phất đang khoe khoang mình thực lực. Tiêu Viêm chân mày buông xuống, quanh thân nguyên khí phun trào, thân hóa bạch hổ, lại một lần nữa hướng về cậu bé bạo sông mà đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm công kích, dường như lười đều chẳng muốn tránh, tay nhỏ vung lên, vô tận tinh quang trong lúc đó tràn ngập mà xuống, hóa thành một đạo tinh quang chi thuẫn, đem Tiêu Viêm thế công vững vàng ngăn tinh quang chi thuẫn. Cạch, sắc bén công kích mạnh mẽ đánh trúng tinh quang chi thuẫn, lại chỉ là tràn ra mấy đạo tinh quang, Tiêu Viêm bạo sông thân hình cũng đành phải dừng lại, nhìn kỹ hướng trước mặt tinh quang chi thuẫn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tia sáng, loại này trình độ phòng ngự đã có thể so với mình huyền võ pháp thức thứ nhất, đây vẫn chỉ là thuật này linh tiện tay thi triển mà tới. Hô, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm cũng không do dự nữa, mười ngón liên động, trong chốc lát, quanh thân nguyên khí bạo dũng, nương theo lấy không gian tiếng rít, một con gần như thực chất bạch hổ đã là sau lưng chậm rãi ngưng thực. Bạch hổ pháp thức thứ 3, bạch hổ thông linh chú. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng bạch hổ cũng là một tiếng hét giận dữ, lộ ra dữ tợn răng nanh, hổ trưởng hung ác kích mà xuống, trực tiếp là đem trước mặt tinh quang chi thuẫn kích nát. Tiêu Viêm thấy này cũng không có biện pháp, cả người bạch hổ nguyên khí bành trướng, bạch hổ hét giận dữ, đem đạo tinh quang chi thuẫn lần nữa đánh nát, liên tiếp đánh nát hai đạo tinh quang chi thuẫn, bạch hổ trên người quang hoa cũng là ảm đạm không ít, như là gặp trọng kích, không có lúc trước như vậy ngưng thực. Bạch hổ bước đến trước mắt, cậu bé không chút hoang mang, thân hình run lên, khi triển tinh quang tịch bước, lại một lần nữa biến mất trước mắt. Rầm rầm. Cậu bé biến mất một nháy mắt, mảnh không gian này đột nhiên vang lên xiềng xích đằng không thanh âm, sau một khắc, mấy ngàn đạo hỏa liên từ không gian hiển hiện, mỗi đóa hỏa liên đều là tuôn ra một đạo hỏa diễm, mấy ngàn đóa hỏa liên đồng loạt xuất hiện, tuôn ra hỏa diễm đạo đạo đụng vào nhau, trực tiếp là đem mảnh không gian này phong tỏa ngăn cản. Hỏa liên xiềng xích xuất hiện một nháy mắt, một đạo thanh âm thống khổ bắt đầu từ trong đó một chỗ truyền đến. Tiêu Viêm định nhãn nhìn lại, cậu bé đã ra bây giờ cách phía sau mình cách đó không xa địa phương, chạm đến ở khắp mọi nơi hỏa diễm xiềng xích, không chỗ che thân, hiển hiện ra tới. Nào đó một đóa hỏa liên, đạo đỏ kim sắc hỏa diễm dâng lên, tiểu ngạo thân hình xuất hiện hỏa liên tâm sen, nhìn về phía cậu bé không khỏi cười ha ha, lộ ra đối kiệt tác của mình có chút hài lòng. Hiện tại đem hắn vây khốn, Tiêu Viêm co vào hỏa diễm xiềng xích, liền có thể đem hắn bắt được. Tiểu ngạo thanh âm truyền đến, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, lập tức không do dự nữa, một tay đưa ra, đột nhiên hư nắm, mấy trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm xiềng xích hơi chấn động một chút, bắt đầu kịch liệt co vào. Cậu bé ở vào hỏa diễm xiềng xích muốn nhìn xiềng xích càng ngày càng thu nhỏ, ánh mắt lập tức hiện lên một vẻ bối rối, muốn mượn nhờ cực nhanh thân hình ra ngoài, lại bị ở khắp mọi nơi hỏa diễm ngăn cản, từ đó bị tiểu ngạo nhanh chóng phát giác, tinh quang tịch bước cuối cùng chỉ là một loại thân pháp, mà không phải xuyên qua không gian đế kỹ. Cậu bé khoan thai thần sắc, đôi mắt đột nhiên phun lên một vòng linh khí, sau một khắc, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên run lên, vô tận tinh quang vọt xuống, hóa thành một đạo hình thể thon dài nam tử tóc bạc, nam tử tay cầm một thanh tinh trượng, hai con ngươi lạnh lùng, yên lặng nhìn về phía Tiêu Viêm. Loại ánh mắt này nhìn chăm chú, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy toàn thân run lên, lại có loại cảm giác không rét mà run. Ngươi là người phương nào, làm sao lại có được tinh quang tịch bước? Nam tử tóc bạc đứng ở giữa không trung, trong tay tinh trượng dục dục sinh huy,
nhìn xuống Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy hờ hững. Nó quanh thân hỏa diễm xiềng xích, đúng là đối nó không có mảy may tác dụng. Nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nam tử tóc bạc, Tiêu Viêm trong lòng hơi động, thử nghiệm phóng xuất ra Chu Tinh Lạc khí tức, ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử tóc bạc, đem bốn viện thi đấu cùng mình từ vực chủ, pháp thân nơi nào đạt được Chu Tinh Lạc sự tình, cùng U Mục phụ thân Thương Phong, đại khái trải vuốt ra tới nói một lần. U Mục, hừ. Nam tử tóc bạc lẳng lặng nghe Tiêu Viêm nói xong, nghe tới U Mục danh tự hừ nhẹ một tiếng, trong tay tinh trượng nhẹ nhàng vung lên, đầy trời tinh quang phảng phất nhận kêu gọi một loại cấp tốc tụ tập mà đến, trong chốc lát, một mặt trăm trượng lớn nhỏ tinh quang chi kính xuất hiện trước mặt. Hô, theo một trận tinh quang lấp lóe, một đạo hắc khí từ tinh quang chi trong kính lan tràn ra, hắc khí nhảy lên, một cái thân hình thon dài nam tử chậm rãi xuất hiện. Nam tử toàn thân áo đen, dáng người thon dài, khuôn mặt treo một tia tà mị ý cười, trong hai mắt phảng phất có được quỷ dị ma lực, như là một chút u tuyền, khiến người nhịn không được lâm vào trong đó. Năm đó vực chủ đại nhân không tiếc vẫn lạc một cái pháp thân, phương tài đem ra hỏa này phong ấn lại, hiện tại lại ra tới, tinh nguyệt đảo đám kia đáng chết, êm đẹp làm cái gì bốn viện thi đấu. Nam tử tóc bạc lạnh lùng nhìn thoáng qua tinh quang chi cảnh nam tử áo đen, tinh trượng điểm nhẹ, liền đem nó đánh nát, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Viêm văn ngôn cũng chỉ có thể im lặng, hắn hiện cũng kém không nhiều làm rõ ràng, nam tử tóc bạc này, hẳn là lúc trước tu luyện tinh quang tịch bước tinh vực thủ hộ giả. Bây giờ nói những cái này đã muộn, tinh vực thủ hộ giả một lát còn đằng không xuất thủ tới thu thập U Mục, chỉ có thể chiêu cáo toàn vực thế lực, để bọn hắn chú ý hồn yêu sự tình. Nam tử tóc bạc tự nói, băng lãnh hai mắt, hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đã ngươi bị vực chủ đại nhân ban cho Chu Tinh Lạc, ta cũng liền không làm khó dễ ngươi, tinh quang tịch bước liền giao cho ngươi đi, chỉ là đáng tiếc, ngươi như thế tí xíu thực lực, coi như tu luyện thành công, cũng không phát huy ra bao nhiêu năng lực. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, nam tử tóc bạc nghiêm túc thận trọng, bình thản thanh âm bên tai vang lên. Tiêu Viêm văn ngôn trong hai con ngươi đột nhiên sáng lên, tiếp theo có chút mừng rỡ, không nghĩ tới vượt quá bình thường thuận lợi. Những ngọn lửa này là Đế Viêm đi, không sai, Đế Viêm đối hồn yêu cũng có được một chút áp chế tác dụng. Tiểu hỏa tử, thật tốt tu luyện đi, nếu có hồn yêu chi loạn, hy vọng ngươi cũng có thể ra một phần lực. Nam tử tóc bạc thân hình dần dần tiêu tán, hóa thành ánh sao đầy trời dung nhập phiến thiên địa này. Nam tử tóc bạc biến mất nháy mắt, vô tận tinh quang đủ tuôn ra, hào quang sáng chói, khiến cho Tiêu Viêm đều có chút mở mắt không ra. Sau một khắc, một điểm đầu ngón tay lớn nhỏ tinh thần quang mang xuất hiện giữa không trung, mà lúc trước vô tận tinh quang đều khắc biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Viêm, nhanh, đây là thuật linh tinh hoa, hấp thu liền có thể nắm giữ thánh thuật. Nhìn thấy móng tay tinh thần quang mang, Tiểu Ngạo lập tức kích động nói. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, không có nửa phần do dự, thân hình đột nhiên vọt tới trước, bàn tay huy động, liền đem đạo tinh thần quang mang nắm ở trong tay. Xuỳ. Nơi lòng bàn tay nguyên khí phun trào, đạo tinh thần quang mang hoàn toàn thôn phệ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng dung nhập Tiêu Viêm trong cơ thể. Vừa rồi người kia thật sự là đáng sợ, một cái ý niệm liền có thực lực mạnh như vậy, bản thể thực lực chỉ sợ so với lão gia hỏa đều mạnh hơn không ít. Nhìn xem Tiêu Viêm hấp thu lên tinh thần quang mang năng lượng, Tiểu Ngạo ở một bên tự nói, nhớ tới nam tử tóc bạc, toàn thân chính là không khỏi khẽ run lên. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, nam tử tóc bạc xuất hiện một nháy mắt, liền hắn đều là từ đáy lòng cảm thấy một trận run rẩy, dù cho là uy thế quyết cũng không có chút nào tác dụng, thực lực đã là xa xa không vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn. Cũng không biết lúc nào khả năng tu luyện tới thuật linh cái chủng loại kia tốc độ. Lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm nói khẽ, thuật linh thi triển ra tinh quang tịch bước tốc độ, gần như có thể dùng xuyên toa không gian để hình dung, linh hồn lực lượng đều đuổi không kịp, lại càng không cần phải nói dùng con mắt nhìn. Thánh thuật nào có tốt như vậy tu luyện, ngươi thiên đế lửa tôi thân, cho tới bây giờ đều không có đạt tới thuần thục tình trạng, muốn chân chính nắm giữ thánh kỹ, ít nhất cũng phải là hoàng đạo thực lực. Tiểu Ngạo chu mỏ một cái nói, nghe được Tiêu Viêm cũng chỉ có cười khổ, nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Soạt. Theo một đạo như có như không nứt toác âm thanh, Tiêu Viêm lòng bàn tay tinh thần quang mang triệt để bị dung nhập trong cơ thể, nháy mắt, vô tận ý niệm tràn vào Tiêu Viêm trong đầu, gần như đem trong đầu nổ tung. Trước mắt đột nhiên tối đen, thuật linh không cỗ này thuộc về Tiêu Viêm ý thức cũng là đột nhiên tiêu tán, mà theo Tiêu Viêm rời đi, mảnh này vô tận không gian run lên bần bật, ngay sau đó ầm ầm chôn vùi, quy về hư vô. Ngoại giới, Tiêu Viêm hít một hơi hơi lạnh, nhịn không được sờ sờ kịch liệt đau đớn trong đầu, xảy ra bất ngờ hải lượng tin tức, khiến cho đầu của hắn ẩn ẩn làm đau, cực kỳ khó chịu. Sau một lúc lâu cỗ này cảm giác đau đớn mới là chậm rãi yếu bớt, Tiêu Viêm lắc đầu, không kịp chờ đợi sửa sang lại trong đầu như đại dương mênh mông tin tức, những vật này đều là tu luyện tinh quang tịch bước hạch tâm nội dung. Ừm. Nhìn không đến một nén hương thời gian, Tiêu Viêm đột nhiên nhẹ kêu lên tiếng, con mắt cũng là bỗng nhiên mở ra, một mặt khó có thể tin, Tiểu Ngạo, hành thế quyết là cái gì? Hành thế quyết? Nghe được Tiêu Viêm hỏi thăm, dùng mọi thủ đoạn Tiểu Ngạo cũng là một cái giật mình, từ trên giường nhảy lên một cái, kinh ngạc nói, cùng hành thế quyết có quan hệ gì? Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, đem trong đầu một đoạn văn hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự thuật ra tới, hành thế quyết, thiên hạ thân pháp chi nguyên, thiên hạ cực tốc, không có ra ngoài trên đó người, tinh quang tịch bước, lấy tinh quang chi lực luyện thể, đại thành, nếu có duyên thì nhưng dòm hành thế quyết. Hành thế quyết? Nghe Tiêu Viêm, Tiểu Ngạo mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, rất lâu Phương Tài lên tiếng nói, quả nhiên. Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng nghe đến Tiểu Ngạo lời nói, Tiêu Viêm vẫn là không nhịn được hít một hơi hơi lạnh, uy thế quyết chính là tám thế một trong,
không sợ đại đa số cường giả khí tức áp chế. Nó đặc biệt năng lực giúp Tiêu Viêm không biết bao nhiêu bận bịu mà hành thế quyết, vẻn vẹn nhìn bề ngoài ý tứ liền có thể biết cùng thân pháp có quan hệ. Thời kỳ viễn cổ, có chí cường giả tu luyện hành thế quyết, một ý niệm liền từ man vực đi vào thánh thiên giới, gần như vượt ngang toàn bộ đại thế giới. Tiêu Viêm, ngươi nếu có thể tu luyện thành công toàn bộ đại thế giới, nhưng liền không có người có thể đuổi theo tốc độ của ngươi. Tiểu Ngạo nói, đột nhiên kích động lên, đầy mắt nóng bỏng nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khổ cười một tiếng, hoàn toàn không có suy xét loại sự tình này. Nếu như đoán chừng không sai, trước đó nam tử tóc bạc kia cũng không có tu luyện được hành thế quyết. Nếu có duyên, bốn chữ cũng nói vẻn vẹn dựa vào tu luyện là tuyệt đối không cách nào tu luyện được hành thế quyết. Mặc dù so hành thế quyết, nhưng tinh quang tịch bước cũng là thánh thuật. Ngươi hiện tại còn chưa có bắt đầu tu luyện chu tước pháp, thân pháp thánh kỹ tạm thời có thể giúp đỡ ngươi rất nhiều. Tiểu Ngạo lấy lại tinh thần, ra vẻ thâm trầm phân tích một lần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Chu tước pháp, văn ngôn, Tiêu Viêm khẽ thở một hơi. Hiện tại bạch hổ pháp cùng huyền võ pháp đều chỉ là dùng một bộ phận, muốn tu luyện phía sau chiêu thức nhất định phải càng tinh thuần tứ linh tinh huyết, có trời mới biết lúc nào có thể đem tứ linh hoàng pháp hoàn toàn tu luyện thành công. Oanh. Tiêu Viêm thấp giọng thở dài, một đạo kỳ dị vù vù âm thanh đột nhiên cuốn tới, nháy mắt khiến cho sững sờ. Loại này vù vù âm thanh mình cũng đã từng trải qua mãnh liệt cảm thụ, loại cảm giác này là đế viêm bạo động. Kịp phản ứng, Tiêu Viêm kinh ngạc nói, lại là một trận nhanh chóng khí tức chấn động quét ngang Tiêu Viêm, thậm chí có thể cảm thấy mình trong cơ thể ba loại đế viêm ngo ngoe muốn động, tựa hồ đối với cỗ khí tức này cực kỳ khát vọng. Tiêu tộc kim đế hoàng thiên viêm, chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, trầm ngâm một chút, vẫn là không có vội vã bước ra gian phòng. Kim đế hoàng thiên viêm là thuộc về tiêu tộc hỏa diễm, mặc dù hắn trong lòng cũng là có chút mắt ao ước, nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Lặng lặng đợi trong phòng, Tiêu Viêm cũng không có nhàn rỗi, linh hồn lực lượng từ mi tâm đủ tuôn ra mà ra, nháy mắt chính là phát giác được có mấy đạo khí tức kinh khủng quét ngang tới, thăm dò nội thành một nơi, đối với kim đế hoàng thiên viêm lại nhiều lần bạo động, phía sau màn tiêu tộc đại năng cũng có chút bối rối. Chờ đợi hồi lâu, cỗ này đế viêm khí tức y nguyên tràn ngập cả tòa nội thành, Tiêu Viêm xoắn suýt muốn đừng đi ra ngoài, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiêu Dịch mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi đến. "Tiêu Viêm, đại trưởng lão cho mời." Nhìn về phía thành trong phòng Tiêu Viêm, Tiêu Dịch trên mặt hiện lên một tia thấp không thể xem xét an tâm, sau đó trầm giọng nói. Nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm cũng không nói gì thêm, cùng Tiêu Dịch đi ra khỏi phòng, từ phủ trạch sau khi ra ngoài, trực tiếp đi hướng nội thành một chỗ vùng đất trung ương. "Đế viêm!" lại bộc phát. Thấy Tiêu Viêm chậm chạp không nói lời nào, Tiêu Dịch do dự một chút, vẫn là lên tiếng nói. "Nha, chuyện gì xảy ra?" Tiêu Viêm lúc này mới giả vờ như bộ dáng khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Dịch, hắn trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu, Kim Đế Hoàng Thiên Viêm bộc phát, đại trưởng lão vì sao lại tìm hắn? Lần trước lúc bộc phát, trong tộc đông đảo trưởng lão đều cẩn thận kiểm tra qua, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, cuối cùng đám người thi triển thủ đoạn, đem Kim Đế Hoàng Thiên Viêm phong ấn tiến không gian, không nghĩ tới lần này sẽ lần nữa bộc phát. Tiêu Dịch lo lắng, trầm giọng nói, trong tộc một trưởng lão nhiều năm trước cũng được chứng kiến sau Kim Đế Hoàng Thiên Viêm xếp hạng cao hơn đế viêm, cũng không có mạnh như thế lực bộc phát. Lần này Kim Đế Hoàng Thiên Viêm vọt thẳng phá trận pháp phong ấn, từ không gian ra tới. Gia Gia cùng mấy tên trưởng lão thảo luận qua, đề nghị tìm ngươi tới, bởi vì ngươi có được đế viêm, có lẽ sẽ đối Kim Đế Hoàng Thiên Viêm có nhất định áp chế tác dụng. Tiêu Viêm văn ngôn lông mày khẽ động, trong lòng đúng là phun lên một vòng kích động. Hỗn độn lớn đế viêm có thôn phệ công năng, nếu như có thể thần không biết quỷ không hay, thôn phệ một tia Kim Đế Hoàng Thiên Viêm ngọn lửa, nói không chừng một số năm sau có thể đem bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, cố nén kích động trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, cùng Tiêu Dịch hướng về phong ấn Kim Đế Hoàng Thiên Viêm địa phương tiến đến. Chẳng qua một lát, hai người chính là đi vào một chỗ cung điện màu đen chỗ, đại điện cao tới mấy trăm trượng, hùng vĩ, mặc dù như thế, lại cũng chỉ là tiêu tộc nội thành một chỗ địa phương không đáng chú ý. Lệnh Tiêu Viêm cảm giác rất sâu loại khí tức kia, bắt đầu từ đại điện truyền ra. Thời khắc này đại điện chung quanh đã bị vô số tiêu tộc thiết vệ bao bọc vây quanh, như là từng đạo màu đen dòng lũ, trong tay nắm chắc linh binh hàn khí phun trào, khiến cho mảnh không gian này đều tràn ngập cảm giác đè nén. Tiêu Dịch dẫn đầu, Tiêu Viêm thuận lợi thông qua từng tầng tiêu tộc thiết vệ, trực tiếp tiến vào đại điện. Vừa tiến vào đại điện, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy giữa đại điện một cái to lớn tinh trạng cự tháp xuyên qua toàn bộ đại điện, nối thẳng đỉnh điện. Tinh trạng cự trong tháp chung quanh đã đứng thẳng không ít người, những người này có già nua chi niên lão giả, có thân thể cường tráng trung niên nhân, cũng có được thân mang diễm lệ váy áo thiếu phụ, trên người mọi người đều dũng động khí tức kinh khủng, hiển nhiên đều là tiêu tộc phía sau màn trưởng lão, lâu dài ẩn cư nội thành, làm tiêu tộc cường đại nhất át chủ bài. Đại trưởng lão, Tiêu Viêm đến. Đi vào đại điện, Tiêu Dịch chính là bước nhanh về phía trước, hướng đứng phía trước nhất đại trưởng lão nói khẽ. Tiêu Dịch thanh âm khiến cho tất cả mọi người là lấy lại tinh thần, nhao nhao nhìn Tiêu Viêm, thấy người sau, trong mắt mọi người đều là toát ra vẻ khác lạ, khác biệt thần sắc từ riêng phần mình trên mặt lộ ra. Tiêu Viêm, lần này, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ tiêu tộc một chuyện. Đại trưởng lão nhanh chân đi ra, nhìn về phía Tiêu Viêm gọn gàng dứt khoát nói. Tiêu Viêm không có lên tiếng, đối các trưởng lão khác quét tới ánh mắt nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhìn về phía đại trưởng lão. Đế Viêm có thể cảm ứng, Kim Đế Hoàng Thiên Viêm lại một lần nữa bạo động, hy vọng ngươi có thể ra tay, nhìn cho rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đại trưởng lão chỉ hướng tình trạng cự tháp, trầm giọng nói.
Đại trưởng lão, Tiêu Hoán trưởng lão đã xuống dưới nhìn, thực lực của hắn, người còn lo lắng sao? Không chờ Tiêu Viêm nói chuyện, một người mặc tử sắc váy áo lãnh diễm nữ tử xoay người, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên theo. Tiêu Viêm dương mắt nhìn lại, nữ tử dáng người cao gầy, so hắn cũng cao hơn mấy phần, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dung mạo lãnh diễm mà cao quý, trong hai mắt nhưng lại có nhìn thấu thế sự tăng thương. Không thể nói như thế, tiểu gia hỏa này người mang đế viêm, so với Tiêu Hoán trưởng lão, hẳn là có thể cụ thể hơn nhìn ra Kim Đế Hoàng Thiên Viêm biến hóa. Đại trưởng lão khẽ ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói: Kim Đế Hoàng Thiên Viêm là tộc ta đế viêm, cho tới bây giờ trong tộc còn không ai có thể đem hấp thu, thế mà người mang đế viêm. Một bên một cái lão giả vuốt ve sợi râu, nhìn về phía Tiêu Viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như không phải là bởi vì lão tổ tông đạt được tảng đá chiếm cứ Kim Đế Hoàng Thiên Viêm, Kim Đế Hoàng Thiên Viêm sớm bị trong tộc cường giả hấp thu. Văn Ngôn, một cái thân mặc áo bào màu vàng trung niên nhân lạnh cười một tiếng, khinh thường nói: Tảng đá. Văn Ngôn, Tiêu Viêm hơi sững sờ, nháy mắt nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Kim Đế Hoàng Thiên Viêm, đế hỏa nguyên một viên linh thạch. Đột nhiên, tình trạng cự tháp trước không gian một trận nhúc nhích, tiếp lấy một râu tóc đỏ ngó thấp bé lão giả từ đó đi ra, lau một cái mồ hôi trên trán, khô cạch thanh âm ở trong đại điện vang lên: Đế Viêm thứ này quá mức thần bí, lão phu cũng nhìn không ra đến xảy ra chuyện gì. Tiếng nói vừa dứt, ở đây tất cả trưởng lão đều là sắc mặt có chút trầm xuống. Tiêu Hoán thực lực bọn hắn những tiêu tộc dòng chính trưởng lão đều ở vào thượng tầng, Kim Đế Hoàng Thiên Viêm biến hóa, thế mà cũng nhìn không ra. Tiêu Hoán, dẫn hắn xuống dưới nhìn một chút. Thấy Tiêu Hoán ra tới, đại trưởng lão cười cười, chỉ vào Tiêu Viêm đối nói: Ừm. Tiêu Hoán Văn Ngôn sững sờ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Viêm, nháy nháy mắt đột nhiên nở nụ cười, râu tóc màu đỏ đều đang run rẩy. Ngươi chính là người mang đế viêm hạ giới tiêu tộc tiểu. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, cũng không có phủ nhận. Tốt, đi với ta một chuyến đi. Tiêu Hoán phất phất tay, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể không nhận mình khống chế, đi thẳng tới bên cạnh, còn chưa chờ kịp phản ứng, Tiêu Hoán đại thủ Tiêu Viêm trên đỉnh đầu một nắm, một đạo nồng đậm nguyên khí màu đỏ liền đem Tiêu Viêm bao khỏa. Nháy mắt, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy mình đối với ngoại giới cảm giác xem xét lực đều yếu bớt rất nhiều. Đi, dẫn người đi nhìn xem. Tiêu Hoán cao giọng cười một tiếng, tất cả mọi người nhìn chăm chú, phía sau không gian run lên, chính là cùng Tiêu Viêm biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem hai người biến mất trong đại điện, nói chuyện trước áo bào màu vàng trung niên nhân mím môi một cái, đột nhiên thấp giọng nói: Gia hỏa này người mang đế viêm, chúng ta có hay không có thể? Nói đến đây, trung niên nhân không nói thêm gì nữa, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đám người, ánh mắt càng là hữu ý vô ý nhìn về phía đại trưởng lão. Nghe được trung niên nhân mở miệng, ở đây đông đảo trưởng lão, có không ít người ánh mắt đều là lóe lên, trầm ngâm không nói lời nào. Đại trưởng lão, ngài thấy thế nào? Áo bào màu vàng trung niên nhân tên là Tiêu Côn, thuộc về tiêu tộc đích hệ tử đệ, thực lực cường đại, trước mắt tiêu tộc nội thành đảm nhiệm tiêu tộc thiết vệ thống lĩnh một trong. Việc này, đừng muốn nhắc lại. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, trừng Tiêu Côn một chút, băng lãnh thanh âm ở trong đại điện vang lên. Tiêu Hoán dẫn đầu làm Tiêu Viêm khi mở mắt ra, chính là nhìn thấy trước mặt không gian, một con hình thể khổng lồ kim sắc phượng hoàng, vô tận đen nhánh không gian dương cánh cao liệng, kim sắc phượng hoàng ánh mắt phẳng phất có được vô biên vô hạn lôi đình lấp lóe, phản chiếu lấy hờ hững băng lãnh. Đây chính là Kim Đế Hoàng Thiên Viêm bản thể, đế viêm không hổ là đại thế giới thánh vật, quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa, quá cường đại. Tiêu Hoán đứng Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn về phía trước mặt không gian to lớn kim hoàng, thấp giọng tán thán nói. Tiêu Viêm khiếp sợ nhìn xem trước mặt kim sắc phượng hoàng, trong cơ thể của hắn trước mắt có ba loại đế viêm, mà ba loại đế viêm hóa thành bản thể hắn cũng đều được chứng kiến. Luyện Đế Hải Thiên Viêm là một phiến uông dương đại hải, 3000 lôi đế viêm là một đầu kim sắc lôi long, Hỗn Độn Lớn Đế Viêm thì là một mảnh vô tận hư vô, nhưng giống Kim Đế Hoàng Thiên Viêm bản thể như vậy to lớn kim hoàng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cạch. Nhìn thấy Tiêu Viêm hai người bị Tiêu Hoán tạm thời phong ấn lại to lớn kim hoàng, đột nhiên phát ra một tiếng to rõ hoàng minh, hoàng minh phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian, đánh thẳng hướng ngoại giới. Ông, Tiêu Viêm trong đầu run lên bần bật, thần trí gần như đều muốn đánh tan, nếu là không có Tiêu Hoán trước đó nguyên khí phòng ngự, vẻn vẹn lần này là đủ khiến cho bạo thể mà chết, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Khôi phục lại, Tiêu Viêm khó có thể tin nhìn về phía kim sắc phượng hoàng khổng lồ, Kim Đế Hoàng Thiên Viêm chẳng qua là xếp hạng 22 đế viêm, lại có loại này uy, xác thực không đơn giản, bằng không, tiêu tộc một đám trưởng lão cũng sẽ không xảy ra đến. Văn Ngôn, Tiêu Hoán cười cười, nhìn về phía kim sắc phượng hoàng khổng lồ trong mắt tràn đầy ngưng trọng, vì phong ấn lại phượng hoàng, thế nhưng là tiêu hao hắn hơn phân nửa nguyên khí. Đế viêm đẳng cấp xâm nghiêm, nghe đại trưởng lão nói, trong tay ngươi có hai loại đế viêm, nghĩ đến hẳn là có thể áp chế xuống. Tiêu Hoán vuốt ve râu đỏ, không xác định nói, ta thử xem. Đối với Kim Đế Hoàng Thiên Viêm, Tiêu Viêm cũng rất là tò mò, Hỗn Độn Lớn Đế Viêm cùng 3000 lôi đế viêm, tuy nói xếp hạng tương đối dựa vào sau, nhưng Tiêu Viêm còn có được Luyện Đế Hải Thiên Viêm, ba loại đế viêm dung hợp uy lực, nghĩ đến không thể so với Kim Đế Hoàng Thiên Viêm yếu hơn bao nhiêu. Tiêu Viêm lật bàn tay một cái, một đoàn đỏ kim sắc hỏa diễm phù hiện ở lòng bàn tay, hỏa diễm chung quanh tràn ngập từng tia lôi điện, mà hỏa diễm trung tâm, một vòng yêu dị màu lam cũng lặng yên hiển hiện. Ông, Tiêu Viêm xuất ra đế viêm nháy mắt, to lớn kim hoàng phảng phất có cảm ứng, hai tròng mắt lạnh như băng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm,
Xuyên thấu qua tầng tầng không gian nhìn chăm chú về phía trong tay Tiêu Viêm Đế Viêm, một nháy mắt, Tiêu Viêm lại có loại bị nhìn thấu cảm giác. Không thích hợp, Kim Đế Hoàng Thiên Viêm cũng chỉ là xếp hạng thứ 22, so Luyện Đế Hải Thiên Viêm không cao hơn bao nhiêu, làm sao lại kinh khủng như vậy? Tiêu Viêm toàn thân một cái giật mình, kinh ngạc nhìn về phía trước mặt kim sắc phượng hoàng khổng lồ, trong lòng hơi động, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía phần bụng vị trí, nơi đó, một đạo quỷ dị tia sáng lẳng lặng lóe ra. Tảng đá, tiền bối nhìn ra cái gì tới rồi sao? Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chòng chọc vào to lớn kim hoàng phần bụng, nói khẽ: "Lão tổ tông kiếm về đồ vật, lịch đại nhiều như vậy trưởng lão đều không có nhìn ra cái gì, ta làm sao có thể có phát hiện?" Tiêu Hoán sững sờ, sau đó khổ cười một tiếng, hắn cũng hoài nghi tới Kim Đế Hoàng Thiên Viêm, bạo động cùng lúc đó khối này kỳ quái tảng đá có quan hệ, nhưng không có mảy may biện pháp. "Ta hiện đem phong ấn giải khai, có cái gì dị thường lập tức cùng ta nói." Nhìn Tiêu Viêm một chút, Tiêu Hoán cũng không có tiếp tục chờ đi xuống kiên nhẫn, hướng về phía trước người dặn dò một câu, lập tức hai tay liền động, từng đạo hùng hồn bổn nguyên đế khí như lợi kiếm từ 10 ngón trên tuôn ra, trước mặt không gian đánh ra kỳ quái trận pháp. Tiêu Viêm nín thở ngưng thần, Đế Viêm đem toàn thân bao khỏa, cẩn thận cảm ứng đến bốn phía một tí biến hóa, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng có một cỗ không hiểu rung động. Hưu. Theo cuối cùng một đạo nguyên khí tuôn ra, trước mặt không gian đột nhiên vỡ vụn, kim sắc phượng hoàng khổng lồ thân hình càng thêm rất thật hiện ra ở Tiêu Viêm trước mặt, trên thân lôi điện lượn lờ mỗi một cây hoàng vũ đều có thể thấy rõ ràng. Oanh. Không gian bình chướng vỡ vụn một nháy mắt, Tiêu Viêm sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn thân Đế Viêm cơ hồ không bị khống chế gào thét mà lên, trước mặt kim sắc phượng hoàng khổng lồ ngửa mặt lên trời liệu minh, kim sắc cự sĩ đột nhiên triển khai, phẳng phất tránh thoát trói buộc chim ưng, dọc theo tinh trạng cự tháp phóng lên tận trời. Nó phần bụng nguyên bản lẳng lặng lấp lóe tia sáng trong lúc đó đại thịnh, mãnh liệt xí quang, khiến cho Tiêu Hoán trước mắt đều là sáng lên. Không được. Nhìn thấy kim sắc phượng hoàng khổng lồ muốn tránh thoát ra ngoài, Tiêu Hoán sắc mặt cũng là biến đổi, toàn thân nguyên khí bộc phát ra, khuấy động chung quanh vô tận không gian, xuyên thấu qua tình trạng cự tháp, hóa thành vô số đạo cự thủ hướng về kim sắc phượng hoàng chộp tới. Đối mặt truy tập mà đến cự thủ, kim sắc phượng hoàng nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ lo hướng về phía trên bay đi, mà cự thủ sắp bắt lấy trước một khắc, kim sắc phượng hoàng khổng lồ phần bụng linh thạch nổ bắn ra đạo đạo óng ánh lôi quang, lại khiến cho những cự thủ đều là vỡ vụn. Làm sao có thể? Tiêu Hoán thấy này biến sắc, thực lực của hắn viễn siêu bình thường thiên tôn, toàn lực một kích lại bị mấy đạo lôi quang đánh tan, không thể để cho súc sinh kia chạy. Lấy lại tinh thần, Tiêu Hoán nghiến răng nghiến lợi, bắt lấy một bên Tiêu Viêm, sau lưng không gian chấn động, Tiêu Hoán một chân bước ra, hai người đã là không thấy bóng dáng. Trong đại điện, đông đảo trưởng lão chính chờ đợi lo lắng, trước mặt tình trạng cự trong tháp, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên phóng lên tận trời, trực chỉ đỉnh chóp. Chuyện gì xảy ra? Còn chưa chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, Tiêu Hoán đã là mang theo Tiêu Viêm xuất hiện trong đại điện, nhìn thấy kim sắc phượng hoàng khổng lồ đã là hướng về đỉnh điện phóng đi, Tiêu Hoán thần sắc không khỏi buông lỏng, đại điện có trận pháp bảo hộ, đỉnh điện càng là có không thể phá vỡ cường đại trận pháp, liền xem như thiên tôn toàn lực công kích, cũng vô pháp đem đỉnh điện vọt tới, huống chi Đế Viêm. Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cấp tốc xông lên đỉnh điện kim sắc phượng hoàng khổng lồ, mắt thấy phần bụng tia sáng càng thêm óng ánh, trong lòng rung động càng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả trưởng lão đều là nhìn về phía tình trạng cự tháp trên không, chờ đợi lấy kim sắc phượng hoàng khổng lồ bị trận pháp đánh rơi. Cạch. Phượng hoàng khổng lồ sắp chạm đến đỉnh điện trước một khắc, một đạo nhỏ xíu tiếng tạch tạch đột nhiên truyền vào trong tai của mỗi người, phảng phất long trời lở đất. Sau một khắc, tòa này gánh chịu tiêu tộc vô số năm lịch sử cổ điện đỉnh chóp, ầm vang nổ tung. Xông phá đỉnh điện, kim sắc phượng hoàng khổng lồ ngửa mặt lên trời lợi minh, còn chưa chờ minh thanh vang vọng, to lớn thân hình bỗng nhiên hóa thành vô số đạo kim sắc chấn lôi tiêu tán, kim sắc phượng hoàng khổng lồ vị trí quỷ dị xuất hiện sâu tận xương tủy đen nhánh không gian. Trận pháp bị phá hư, sao có thể? Tất cả trưởng lão đều là xông ra đại điện, một chút già lão nhìn qua đỉnh điện đau lòng nhức óc nói. Vù vù, không gian không ngừng khép lại, tất cả mọi người là nhìn về phía kim sắc phượng hoàng khổng lồ tán đi địa phương. Tiêu Viêm đứng ở giữa không trung, nhìn qua dần dần khép lại đen nhánh không gian, trong lòng bỗng nhiên phun lên một tầng bất an. Ầm ầm, không gian vừa mới khép lại, một đạo tiếp một đạo tiếng bạo liệt trống rỗng vang lên, như là long trời lở đất. Cùng lúc đó, chân trời phong vân khuấy động, vô biên tầng mây điên cuồng dũng động, đúng là hóa thành một con phượng hoàng khổng lồ bộ dáng. Trời sinh dị tượng, đây là... Đại trưởng lão trợn mắt hốc mồm, ánh mắt gắt gao nhìn về phía tầng mây ương, nơi đó, một đạo linh thạch bỗng nhiên nổ tung, một đạo tinh quang từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Tinh quang giống như một cái hình người, từ linh thạch nổ bắn ra mà ra, tất cả mọi người nhìn chăm chú, tinh quang tán đi, dài ra theo gió, hiện ra một nhân loại bộ dáng. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập 93 đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới. Các bạn nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và comment những ý kiến của mình vào phần bình luận nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm theo dõi để cập nhật tập 94 sớm nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.